Anh ấy mới chỉ 20 tuổi, nhưng chỉ một đêm tóc đã bạc trắng, chỉ vì người bạn thân đang trong tình trạng nguy kịch, để cứu cô ta phải hiến dâng thứ quý giá nhất của mình. Mới biết vị tướng quân rất địch vô số đó là một cô gái. Tướng quân chúng ta đã bị bao vây. Ngụy Thanh Yến đánh bại Ngô Đan, nhưng trên đường về kinh đô bị 80.000 quân Bắc Lăng phục kích. Lương thực đã hết từ 10 ngày trước, nhưng vẫn chờ đợi mãi không thấy lương thực tiếp tế. Tướng quân, địch quân lại tấn công rồi. Thịt ngựa vẫn chưa nấu chín. Phó tướng lại báo cáo về trận chiến rất chóc trong cát vàng. Chủ nhân để anh bố làm thân thế thay thế lần cuối. Đại vệ hộ quốc tướng quân là một phụ nữ. Mọi người hãy bắt sống hắn. Chủ nhân có thưởng lớn. 3 năm trước cô tỉnh dậy ở liên hoa ốc của vị hòa thượng. Thân thể tàn tạ, mất hết ký ức. Cho đến khi dấu hoa sen trên mi tâm đậm máu hơn. Mới nhớ ra 2 tháng trước, cô phải vào kinh thành. Để đòi công đạo cho 2 vạn hộ quốc lang. Khi Ngụy Thanh Yến đến kinh thành, cổng thành đã đóng, bèn tìm một hồ suối nước nóng để tắm. Có người từ trên trời rơi xuống, khi mở mắt ra, cô nhìn rõ mặt người đó, liền đỡ lấy người ấy. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Nghe nói hộ quốc tướng quân đã chiến tử. Người Bắc Lăng muốn làm nhục thi thể của ngài. May có Vinh Vương dẫn quân đến, chém rớt hết quân Bắc Lăng còn lại. Lại phát động tấn công mạnh mẽ về phía Bắc Lăng để báo thù cho hộ quốc tướng quân, đánh đến mức Bắc Lăng phải chủ động dâng 2 thành. Cầu xin đình chiến. Vinh Vương cũng vì thế mà bị thương nặng. Một đền tóc bạc trắng, bách quan đàm luận về việc Vinh Vương tự ý điều binh. Hoàng thượng tước đoạt binh quyền của ông ấy, ra lệnh cho ông ấy dưỡng bệnh trong kinh. Con người đang hôn mê trước mắt, chính là em trai cùng mẹ của Hoàng thượng. Vinh Vương thập nhất, chính anh ta thay anh bố thu thập thi thể, chém giấc quân Bắc Lăng biết được thân phận của ta. Tránh cho bí mật về thân phận nữ nhi của ta bị phơi bày. Nhưng vì thế mà mất đi binh quyền, con để lại di chứng bệnh tật. Ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi lại ân tình trả oán. Chuyện gì thế này, đừng nói đến việc vận nội lực, ngay cả sức để nổi trên mặt nước cũng không có. Người nên ở đâu thì ở đó, không nên là mất mặt. Hoa sen nên là công đức, nhờ nó mới có thể đi lại trong nhân gian. Hoàn toàn nhờ nó nuôi dưỡng. Dấu công đức theo cô ta 3 năm đột nhiên biến mất. Vừa rồi khi vô tình cứu anh ta, chỉ cảm thấy mai tính có chút nóng rực. Chắc chắn là hắn đã hấp thu dấu công đức của mình. Tên khốn kiếp này, buông ta ra, ai phái ngươi đến? Tối nay mẫu hậu truyền triệu dùng bữa, trong rượu có bỏ thứ không trong sạch, vốn định dùng nước suối nóng để tổng khứ thuốc trong người. Không ngờ cuối cùng lại ngất đi, tỉnh dậy thì thấy người phụ nữ này đang sỗ sàng đến kinh thành tìm người thân, tình cờ phát hiện suối nước nóng này, ngươi từ trên cao rơi xuống, thấy ngươi không còn hơi thở mới độ khí cho ngươi, ngươi kéo ta lên xem như trả ơn cứu mạng vừa rồi. Anh ta thầm vận chuyển nội lực, cảm giác toàn thân thông suốt này. Đã hơn 2 năm anh không được trải nghiệm. Không biết người phụ nữ này đã làm gì. Nửa đêm ngươi có thể tìm được suối nước nóng trong núi này. Hẳn là không đến nỗi không lên được bờ. Ngươi là đồ vong ân bội nghĩa. Đồ khốn kiếp. Ngươi là ai? Hòa thượng mập. Đã mang ta đi trước khi đại quân của Vinh Vương đến. Thực dục chưa từng thấy ta lộ thân phận. Hẳn là không biết ta là nữ nhi. Và mặt nạ trên mặt ta rất chân thực. Ngay cả khi xuống nước cũng không lộ tẩy. Thực dục chắc không nhận ra ta đâu. Thường Thanh Niệm. Ngụy Thanh Yến. Trong lòng thực dục dậy sóng kinh hoàng, anh ta bất ngờ sờ thấy ở gáy người phụ nữ vết sẹo do chính tay anh ta khâu. Tiểu nữ chỉ là một cô gái bình thường, nào có phải là Thanh Yến gì đó. Công tử sao có thể nghĩ đến những điều đó? Là ta nghe nhầm rồi, tưởng rằng trùng tên với bạn ta. Ta không thích trùng tên với hắn. Người đi đi. Ngụy Thanh Yến vừa vào thành liền đi đến quán trà, cũng đang thong thả dạo quanh kinh thành. Đến hoàng hôn mới về khách điếm. Các người đã bị phát hiện rồi. Không cần theo nữa. Phải, là ngài ấy đã trở về. Chắc chắn là ngài ấy đã trở về. 3 năm trước hộ quốc quân bị vây ở Hoàng Sa Lĩnh. Ngô đại nhân nhận được tin sao không phát binh tiếp viện? Ngươi là ai? Ngụy Thanh Yến. Không thể nào, Ngụy Thanh Yến đã chết. Ngươi là nữ tử, người ta trong lúc cực độ kinh hoàng. Phản ứng theo bản năng là chân thực nhất. Ngô Mộc Sơ không biết ngài ấy là nữ nhi. Cơ hội cuối cùng, vì sao không phát binh? Bản quan không biết người rốt cuộc là ai, sao lại hỏi chuyện 3 năm trước? Nhưng 3 năm trước bản quan chưa từng nhận được cầu cứu. Bản tướng ban xuống là lệnh điều binh, không phải là thư cầu cứu gì cả. Lời ma quỷ của Ngô đại nhân, dưới trướng có thể nói với 2 vạn hộ quốc lang của ta. Anh Di Đà Phật, Phật ta từ bi. Các người có nghe chưa? Binh bộ thượng thư Ngô đại nhân đêm qua bị tiểu thiết rớt rồi. Khi người hầu phát hiện thì người đã cứng đờ. Tiểu thiết đã mất tích, hiện giờ cả thành đang lùng bắt. Ta nghe nói đinh hương sĩ binh, một là do Liễu đại nhân tặng cho Ngô đại nhân. Các người nói đinh hương có phải là... Ngô đại nhân chót rồi, vị trí binh bộ thượng thư đã trống, đối với nước có lợi, người rõ ràng là ta rớt. Lời đồn này hiển nhiên có người đang đẩy từ phía sau. Chẳng lẽ là thực dục? Vương gia, ngài đã khỏe chưa? Đêm qua vương gia một mình ra ngoài, còn bắt Hoa Khôi về phủ. Chúng ta đều không phát hiện. Đây là thân thủ của vương gia ngày xưa. Nếu lão nạp có thể để anh ta sống lại, cần ngươi hiến một đoàn hồn hỏa. Ngươi có nguyện không? Ngươi có 3 đoàn hồn hỏa. Thiếu đi một phần thì nhẹ thì bệnh yếu, nặng thì đần độn. Ta nguyện ý. Hãy suy nghĩ cho kỹ chuyện này. Ngươi vẫn còn cơ hội hối hận. Nếu ngày nào đó ngươi hối hận thì cũng không thể trách bổn tọa. Vương gia, thật sự đã khỏe. Sao đột nhiên lại khỏe rồi?
có thể nói ta biết không? Còn ngụy tướng quân thì đêm đó ngài ấy không bày tỏ thân phận. Ta đề cập đến ngụy thanh yến để thử, ngài ấy không nhận, chắc là có lý do không chỉ thể là nhận. Ta vừa vặn đến một cách khó đông hiểu, tàng cho người bảo vệ ngài ấy từ xa. Đây là phủ An Viễn hầu, ngươi là ai? Ta tìm Đỗ Học Nghệ, phiền thông báo giúp em gái ruột của anh ấy đến tìm. Ngươi thông cảm, ta phải đi báo với hầu gia trước. Ngươi là ai, từ đâu đến? Ngọc Lan Sơn, huyện Linh, phủ Ngọc Châu. Ngươi to gan thật, dám lừa gạt bản hầu, không sợ bản hầu sẽ bắt ngươi sao? Không thích sự thật ngươi sao? Lừa gạt ngươi là kẻ khác. Ta tên là Thường Thanh Niệm, lần này đến đây là vì hầu phu nhân đã khuất Phương Thị. Hầu gia bị lừa, nếu không mượn cớ này em khó gặp được ngươi. Nhắc đến Phương Thị, Đỗ Học Nghệ mặt không vui, chỉ vì Phương Thị tư thông với người khác, sau khi bị phát hiện đã treo cổ vợ mình làm ra chuyện như vậy, không người đàn ông nào muốn nhắc đến. Ngươi nói ngươi đến từ Ngọc Lan Sơn, em gái xa cờ lỡ vận, khi tìm được cô ấy thì đã bệnh nặng, sao chôn ở Ngọc Lan Sơn? Chuyện này chỉ có anh ta và tướng quân biết. Người trước mắt lại rõ chuyện này, lát nữa ta sẽ giải thích với ngươi. Chúng ta nói về Phương Thị trước. Phương Thị đã vào đất nửa năm, còn có chuyện gì nữa? Phương Thế Uyên sau khi chết ôm hận, vương vấn trên phủ An Viễn hầu không chịu rời đi. Ta đến thay cô ta siêu độ đưa vào luân hồi. Hoang đường, không nói nữa. Quỷ quái yêu ma, hôm nay người đến phủ ta rốt cuộc có mục đích gì? Anh ta xuất thân là võ tướng, giết địch vô số, từ trước đến nay tin rằng người chết như đèn tắt. Làm gì có quỷ hồn oán hận? Huống chi, một người vì tư thông bị phát hiện mà xấu hổ tự vẫn, còn có gì oan ức để nói? Vậy ngươi có thể giải thích, trong phủ ba người chết hai người bệnh là vì sao? Bài vị trong từ đường đêm đêm rơi xuống đất, trong phủ thỉnh thoảng có người hầu đêm phát điên là vì sao? Những chuyện này là ngươi làm, ngươi rốt cuộc là ai? Tổ mẫu và lão ma ma bên cạnh ta đột nhiên ngất xỉu, đại phu không có cách ta thật không còn cách nào. Ngươi thiên vị nghe lời, nhất định cho rằng Phương Thị không trung thủy. Sau khi về nhà chưa từng đến mộ nàng tế bái, thậm chí chưa từng điều tra những nhân chứng đó. Lời khai có thật sự đúng không? Đây là một trong những nguyên nhân Phương Thị oán hận. Thành thân 2 tháng, rời nhà đã hơn 4 năm, Phương Thị một mình vượt qua thai kỳ, vì ngươi sinh một con gái, nuôi dưỡng như bảo vật, nhưng ngươi lại không quan tâm đến đứa trẻ. Đây là nguyên nhân thứ hai của Phương Thị. Giờ đây đại họa đã đến nhà đổ các ngươi. Dẹp bỏ thủ đoạn khoe khoang lừa gạt của ngươi đi, chờ đợi cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao biết chuyện ở Ngọc Lan Sơn? Bao nhiêu năm, người cao mà không có não. Đỗ Học Nghệ phát hiện mình không thể cử động. Cái chết của Phương Thị như phim chiếu trước mắt anh ta. Những cảnh này quá chân thực. Chân thực đến mức tim anh ta như nhảy ra khỏi cổ họng. Người đã làm gì ta? Đây lại là trò gì? Người đã chết. Những cảnh tượng trước khi chết và những người việc không buông được sẽ bám chặt trong ý thức của hắn, không tan biến theo thời gian. Đứa trẻ đang ở trong phủ, thật giả ngươi nhìn là biết. Người đâu? Kéo tên nô tài này ra tra hỏi cho kỹ. Ai cho hắn gan dám ngược đãi chủ nhân? Hầu gia tha mạng. Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi. Về sau không ai dám bắt nạt con nữa. Cha sẽ bảo vệ con, cô cũng sẽ bảo vệ con. Là vì ta quá quen thuộc. Chẳng lẽ cảnh tượng của Phương Thị cũng là thật? Nàng không phải tự treo cổ, mà bị nha hoàn của nàng và lão ma ma trong viện của tổ mẫu hợp lực bóc chết. Tổ mẫu đã lừa ta. Nếu như lời ngươi nói, chuyện bất trung đều liên quan đến oán khí của nàng. Nàng tư thông người khác, chính là tổ mẫu ra lệnh xử trí nàng, cũng là tự nàng chuốc họa vào thân. Đứa trẻ này trước đây là ta sơ suất, về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Nhưng lòng nhân từ lớn nhất của ta cũng chỉ giới hạn ở việc để nó lớn lên trong phủ. Ngươi nói nếu là con gái, nhất định sẽ nâng niu trong lòng bàn tay, cho nó mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời, tuyệt đối không để rơi một giọt nước mắt vì ủy khuất. Ngươi nói ở ngoài chinh chiến, không thể tận mắt nhìn thấy nó chào đời, đợi về nhà, nhất định phải ngày ngày ở bên nó lớn lên. Ngươi đã làm như vậy đó. 3 năm trước tỉnh dậy, đôi mắt này của cô ta có thể thấy một số người thường không thể thấy được. Ắt có trách nhiệm mới, thay người chết dẫn dắt họ vào luân hồi. Ta khi nào dạy người ngu ngốc như vậy? Nghe lời một phía, chưa tìm hiểu đã vội kết luận. Ngươi chỉ cần bỏ thành kiến, bình tĩnh suy nghĩ sẽ thấy việc này có nhiều điểm đáng ngờ. Chỉ cần nghiêm túc nhìn đứa trẻ, sẽ biết dung mạo nó có vài phần giống ngươi thuở nhỏ. Đỗ Học Nghệ, những năm yên ổn này khiến đâu ốc ngươi cho chó ăn rồi sao? Ta đem đứa trẻ đến Phong Tiểu Nguyệt an trí trước, cho ngươi nửa ngày để điều tra rõ sự thật rồi đến gặp ta. Ồ, mụ già đó đã khai, nó là nhận lệnh từ Biểu tiểu thư. Ngụy Thanh Yến vừa ra khỏi cửa liền nghe được câu này, cô ta che mặt đưa đứa trẻ về phòng. Biểu tiểu thư là ai? Biểu tiểu thư là cháu gái nhà ngoại của lão phu nhân. Lão phu nhân rất thích Biểu tiểu thư, có ý để nàng làm thiếp của hầu gia. Phương Thị sinh được mới nửa năm, lão phu nhân đã tìm sẵn người thay thế, hay là từ đầu đã có ý định này? Vị biểu tiểu thư này khi nào đến phủ? Biểu tiểu thư, bên trong là khách của hầu gia, người không thể tùy tiện xông vào. Cô tổ mẫu hiện đang bệnh, trong phủ có khách đến, biểu ca không rảnh, ta tự nhiên phải thay anh ấy tiếp đãi cho tốt. Cô nương xưng hô thế nào? Là thân thích bên nào của biểu ca? Trước đó mụ già khai việc ngược đại tiểu tiểu, là nhận lệnh từ biểu tiểu thư. Biểu tiểu thư trong lời mụ già có phải là vị trước mắt này không?
Ngược đãi gì? Chuyện gì vậy? Ngươi và ta mới gặp lần đầu, không thù không oán. Sao ngươi lại vu oan cho ta như vậy? Con Vũ Nhi lo lắng vết thương trên người đứa trẻ bị phát hiện, mới vội vàng đến đây, muốn định tìm cách đưa người đi. Không ngờ đến muộn một bước. Nói cho cô biết, có phải hắn sai người bắt nạt con không? Nếu phải, cô sẽ đánh trả lại cho con. Cô tổ mẫu thân thể không tốt, giao đứa trẻ này cho ta. Ta thương nó còn không kịp, sao lại sai người ngược đãi nó? Trong này chắc có điều gì hiểu lầm. Không biết cô nương là ai, nhưng dù sao người cũng sẽ phải rời đi. Còn ta và đứa trẻ này, về sau phải ở cùng nhau cả đời. Người khiêu khích quan hệ của chúng ta như vậy, tương lai làm sao chúng ta chung sống? Hắn nói con là đứa trẻ hoang, sống là chiếm danh phận của ngươi. Sai người hầu đánh con, không cho con ăn cơm. Cô đã biết rồi. Ngươi cái độc phụ này, ngươi sao dám? Ta sẽ nói với hầu gia, để ông ấy giết ngươi. Ngươi không sợ, hắn là người xấu. Tiêu Tiêu nói đúng, hắn là người xấu. Vậy ngươi cứ nhìn cho kỹ, cô sẽ giúp con đánh trả thế nào? Ngụy Thanh Yến khi rửa lưng cho đứa trẻ, trên tấm lưng gầy của nó đầy vết thương, tổng cộng 23 vết. Vậy thì ta sẽ trả lại cho nó. Đưa hắn ra ngoài, nói với Đỗ Học Nghệ, những roi này ta đánh thay cho Tiểu Tiếu, cũng là đánh thay cho hắn. Toàn khí của Phương Thị xoáy trên không trung, đậm hơn hôm qua. Không trả mối hận này cho Tiểu Tiếu, toàn khí sẽ nhanh chóng họa đến cả phủ, canh giữ không cho bất kỳ ai vào. Là tổ mẫu đã sắp đặt tất cả. Bà ta mua Đông Phương là nha hoàn, giấu được người nhà họ Phương, cũng giấu được ta. Họ Phương sợ bị liên lụy, vạch danh rồi với hắn. Nhạc phụ sau khi ta về kinh đau lòng, trách mắng Phương Thị, khiến ta càng tin vào sự thật. Là ta quá ngu, vốn chẳng có người đàn ông nào. Những của hồi môn giờ đều đổi thành bạc, khóa trong kho của tổ mẫu. Tổ mẫu, người vì sao phải làm vậy? Ta tưởng người thật sự coi trọng phẩm tính của Phương Thị, nhưng hóa ra chỉ tham của hồi môn của người ta. Những năm này, nhà họ Đỗ ta lại sống nhờ của hồi môn của Phương Thị. Nhưng thưa tướng quân, sao ta dám nghĩ được người đã sớm khởi ác tâm? Sao tin được? Một đại phu ta tùy tiện tìm trên phố, cũng có thể bị người mua chuộc, đổi thuốc tránh thai của ta thành thuốc bổ. Một câu tướng quân, khiến Ngụy Thanh Yến buông lỏng chân. Ta hiện ở kinh thành cũng cần một thân phận. Năm đó ta cất giấu một kho báu ở Ngọc Lan Sơn. Ngươi còn sống biết chuyện này ngoài ta, chỉ có Đỗ Học Nghệ, giờ kho báu vẫn còn, ta mới quyết định tin hắn. Thả ra, đứng lên. Tướng quân, có phải người ở? Phương Thị, ta có lỗi với nàng, có lỗi với con, ta không đủ tin tưởng nàng, chưa tra xét đã tin lời tổ mẫu, nghi ngờ thân thế của con, để mặc nó chịu khổ, về sau ta sẽ không để nó chịu khổ nữa, sẽ nuôi nó khôn lớn tử tế. Kẻ hại nàng, ta sẽ đưa đến quan xử. Nàng không đồng ý đưa đến quan, vì sao? Mất dấu công đức, giờ ta chỉ có thể cảm nhận được cái nhìn này. Mau lấy lại dấu công đức. Đô lão phu nhân có thể làm ra chuyện đó với Phương Thị, liệu có chuyện gì khác ngươi không biết không? Có tra xét kỹ không? Ta đi điều tra, tướng quân. Ngươi sẽ đi sao? Ta là muội muội của ngươi. Đây là nhà của ta. Đây là nhà của ngài. Tướng quân giờ là nữ tử, tự kiềm chế, không thể trở về tướng quân phủ nữa. Vậy là không còn nhà rồi. Tướng quân nhiều lần nhắc nhở ta, nhà của ta chính là nhà của tướng quân. Về sau đừng gọi ta là tướng quân nữa, giờ ta là Thường Thanh Niệm. Học Nghệ đã hiểu. Chỉ là khổ cho ngài, đường đường là nam nhi, lại phải nhập vào thân thể một nữ tử. Trước đây chưa giấu thân phận, anh bố hay ta cùng huynh đệ trong quân xuống sông. Khi giả trang nam tử, hắn lại mang dây ủng đặc biệt. Anh bố là Ngụy Thanh Yến, lại là trộm từ cung nô trong cung gia. Vì bị một đám thái giám bắt nạt, hắn nhất thời không đành lòng nên lén đưa ra khỏi cung, nơi trong viện của mình. Không ngờ, anh bố mập ra lại có khí chất giống hắn. Trước kia chỉ thấy trùng hợp, trên đời làm gì có nhiều trùng hợp thế. Hoàng cung cần phải điều tra. Hôm nay ta phải ra ngoài thành tra xét vài việc. Có thể nhờ ngươi trông nom Tiểu Tiếu không? Ta đưa nó đi, ngươi cứ yên tâm. Ngươi muốn ra ngoài, ta vừa mới về kinh. Công đức bị thực dục hút đi, thân thể này ngày càng suy yếu, phải lấy lại đồ vật. So với sông vào Vinh Vương Phủ, dẫn thực dục đến Ngự Yến Lâu, có vẻ dễ dàng hơn. Ngươi nhiều năm không ở kinh thành, ta để anh Lộ đi theo ngươi nhé. Ngụy Thanh Yến cũng không từ chối việc hôm nay phải làm, đem theo đứa trẻ dù sao cũng bất tiện. Có anh Lộ giúp trông coi cũng tốt. Nghe nói sườn cừu nướng ở Ngự Yến Lâu tuyệt nhất. Ta đi xem thử, ngươi ở đây với Tiểu Tiếu, đừng đi lung tung. Phòng Nhã tầng 3 là nơi Thạch Ngọc từng mời họ ăn cơm. Năm 16 tuổi hai người đoạn tuyệt quan hệ, nơi này không cho người ngoài vào. Thạch Ngọc nghe thị vệ nói Ngụy Thanh Yến đến Ngự Yến Lâu, liền lật đật chạy đến. Chúng ta ăn 5 miếng rồi về nhà nhé. Giống như lần trước, chỉ hồi phục sinh cơ, giấu công đức chút nào cũng không có ý định quay về. Giờ lấy không về,
Tổng không thể vài ngày lại phải tìm thực dục một lần. Hãy duy trì sinh cơ nhẹ nhàng vậy. Thực dục không ngốc, sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Vương gia. Vương gia, mày không sao chứ? Không sao. Cộng với lần ở suối nước nóng, hắn chủ động hôn ta 2 lần. Vì sao chứ? Ta thiếu hồn hỏa mới trở nên yếu bệnh. Giờ thân thể hồi phục, có phải hồn hỏa đã trở về không? Nếu thật sự như vậy, thì hắn phải làm sao? Không có hồn hỏa hắn có chết không? Hắn có thể lặng lẽ đến phòng nhã, có thể thấy thân thủ cũng tốt hơn trước. Không giống như có chuyện gì. Vậy rốt cuộc là vì sao? Lần đầu cảm thấy đầu óc ta không đủ dùng, lại không thể hỏi thẳng hắn. Có vui không? Mê mơn, vui. Dựa vào cô ngủ, hắn nhìn đứa trẻ trước mặt, mới vừa phụ thuộc như vậy, lại vừa thận trọng. Ngụy Thanh Yên nhớ đến thuở nhỏ của mình. Mẫu thân thường nói con là người cầm lái của mấy vạn hộ quốc quân. Phải trưởng thành thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa. Sao có thể như nữ nhi làm đúng trước mẹ? Thuở nhỏ, hắn thậm chí nghi ngờ mình không phải con của mẫu thân. Nhưng lần đầu theo phụ thân xuất chinh bị thương về nhà, nước mắt của mẫu thân gần như nhấn chìm hắn. Mẫu thân nghe tin ta chiến tử, lập tức ngất đi. Từ đó thân thể luôn không tốt. Anh Lộ đi đến Thanh Đài Hẻm. Hộ quốc tướng quân phủ ở Thanh Đài Hẻm, giờ chỉ còn vài người giữ nhà. Hoàng đế tuy biết ngươi là nữ tử, nhưng long tâm khó đoán. Xưa nay vua chúa nhất sợ võ tướng, dung binh tự trọng. Nếu bí mật bị lộ, văn võ bách quan ép hoàng đế kết tội nhà họ Ngụy tội khi quân. Hoàng đế có thuận theo hay không rất khó nói. Thực sự xin lỗi. Ngựa đột nhiên phát điên. Các ngươi không sao chứ? Ngựa của ngươi không phải ngựa thường. Sao lại đột nhiên phát điên? Cô nương thử lỗi, nguyên nhân ta vẫn chưa tra rõ, nhưng chuyện này không phải lần đầu. Chỉ là xin lỗi đã liên lụy cô nương. Xe ngựa của cô nương em rằng cần phải sửa chữa kỹ. Đây là bồi thường của chúng ta, xin hãy nhận lấy. Nghe ý trong lời nói của hắn, trước đây đã từng có chuyện như vậy. Tình cảnh của thực dục hiện giờ không tốt như vậy. Anh Lộ, sao lại là ngươi? Vậy vị cô nương này là... Đây là tiểu thư nhà ta, muội muội của hầu gia. Đông tàng của Vinh Vương phủ gặp qua đỗ cô nương. Thật sự đường đột, xin thử lỗi. Nếu cô nương không chê, chúng ta có thể đưa cô nương một đoạn. Ngươi tìm thân nhân là Đỗ Học Nghệ. Thì ra Vương gia và Đỗ cô nương cũng quen biết. Thật là trùng hợp quá. Vốn định tạo cơ hội gặp gỡ, nhưng không phát hiện có người hạ độc ngựa. Đông tàng trực tiếp cứu giúp, dùng cách nguy hiểm như đâm xe. May là hắn không sao, ta phải đến chỗ huynh trưởng của ngươi. Ta đưa ngươi một đoạn. Ngày đó ở suối nước nóng, đa tạ ơn cứu mạng của cô nương. Ngày khác bản vương sẽ đến tận cửa tạ ơn. Phật nói cứu người một mạng hơn xây 7 tầng phù đồ. Vương gia đừng lấy oán báo ơn là được. Tuyệt đối không có lần sau. Gia đã khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp xúc. Sao ngài không nói chuyện với Ngụy tướng quân? Ngươi và Đông tàng đều nhớ kỹ giờ hắn là thường cô nương. Vì sao? Làm Ngụy tướng quân quá khổ rồi. Gia yên tâm, bọn ta nhớ kỹ. Ngụy tướng quân từ nhỏ đã gánh nặng trên vai. 12 tuổi xuất chinh, 15 tuổi gánh vác 10 vạn hộ quốc quân chinh phục. Lão tướng trong quân đối phó với sự quỷ quyệt nơi triều đường. Cuối cùng còn chết thảm như vậy. Nếu không phải vương gia đến sớm, thì cốt nhục khó còn. Đáng tiếc người chịu đựng tất cả lại là thân nữ nhi. Không làm lão thập tử tướng quân cũng tốt. Cho đùa như hôm nay về sau đừng làm nữa. Gia trước đây cũng chưa từng theo đuổi khoe nữ. Đông tàng, lần đầu không có kinh nghiệm. Ngươi tha cho hắn lần này. Lão phu nhân tỉnh rồi, bảo ngươi qua. Không biết tỉnh khi nào. Ngươi vẫn nên đi nhanh đi. Lão phu nhân tỉnh dậy nghe nói biểu tiểu thư bị ngươi đánh. Nổi giận lớn. Bảo vệ tốt. Từ đâu tới? Con tiện thì dám mạo xưng tiểu thư nhà họ Đỗ ta. Ngươi vừa gặp đại đoàn ta không phải người họ Đỗ. Ngươi không phải, làm ngươi thất vọng rồi. Quả thật là cháu gái đã về. Ngươi có ý gì? Ta có ý gì? Lão phu nhân nên rõ trong lòng mới phải. Ai có thể nghĩ được, lại lén bán cháu gái đến Phong Nguyệt Trang. Cái lòng rắn rết. Ngươi nói nhăng nói cuội. Ngươi căn bản không phải cháu gái ta. Con nhà đầu mạo danh ở lại hầu phủ. Nhi đền cũng là tham vinh hoa của hầu phủ. Muốn một thân phận tốt, ngươi đã nói mình là con nhà họ Đỗ ta, thì phải tôn trọng người già. Ngươi vừa về đã khiến Học Nghệ nổi giận. Trong phủ ầm ĩ như khói mù. Bây giờ mau đưa người trong viện của ta về. Lại mời đại phu vào phủ. Năm đó Đỗ Học Nghệ tìm được muội muội ở lầu xanh. Đỗ lão phu nhân vừa thấy ta thậm chí chưa nghi ngờ. Đã đoán ta không phải tiểu thư nhà họ Đỗ thực sự. Nghĩ thử thăm dò một chút. Không ngờ bà ta đã lộ tẩy. Sao ngươi có thể đối xử với lão phu nhân như vậy? Lão ma ma cùng bệnh với lão phu nhân đâu rồi? Dẫn tới, ngươi vừa đi đại tiểu thư đã tỉnh. Luôn ở đây đợi ngươi. Ngươi về phòng trước đi, cô có việc nói với anh Lộ. Đi thẩm vấn Quách ma ma, hỏi xem vì sao lão phu nhân hại cháu gái mình. Có lẽ cái chết của lão hầu gia và phu nhân cũng không thể thoát khỏi liên quan. Thẩm vấn cho kỹ. Ngoài ra trước khi hầu gia nhà ngươi về phủ, đừng để bất kỳ ai trong phủ ra ngoài.
Hắn nói lão phu nhân hại muội muội của hầu gia, thậm chí cái chết của cha mẹ hầu gia có liên quan đến lão phu nhân. Làm sao có thể chứ? Đó là con trai, con dâu và cháu gái của lão phu nhân. Hắn phát điên rồi sao? Khi Đỗ Học Nghệ về phủ chiều tối, anh Lộ đem những lời hỏi được từ Quách Mama kể lại hết cho hắn. Hầu gia, ngài định làm thế nào? Mời tiểu thư đến viện của lão phu nhân. Ta tưởng mình điều tra được đã đủ nhiều, không ngờ điều ác lão phu nhân làm xa không chỉ có thế. Con gái à, theo cô đi chơi có vui không? Vui, vậy sau này phụ thân sẽ đưa con đi. Được rồi, chưa muộn. Các ngươi phụ tử còn cả đời. Mê mơn, muộn rồi vẫn là quá muộn. Người thân đã mất không thể sống lại. Hiện giờ, người thân duy nhất của ta trên đời chỉ còn Tiểu Tiếu. Nhưng ta suýt mất nó. Cháu ngoan, con đã về rồi. Không về nữa thì tổ mẫu sẽ bị bắt nạt đến chết. Người điên rồi, ta là tổ mẫu của ngươi. Ngươi không phải tổ mẫu của ta. Đồ hỗn láo, ngươi phát điên rồi sao? Quên mất mẫu thân ngươi mất sớm. Phụ thân ngươi nằm liệt giường. Là ai nuôi dưỡng ngươi khôn lớn? Là ai chống đỡ gia đình này? Việc gì cũng tính toán cho ngươi. Học Nghệ sao dám quên? Nhưng tất cả những điều này chẳng phải do ngươi hại sao? Muội muội có lỗi gì chứ? Nó mới 3 tuổi, ngươi sao nhẫn tâm bán nó đến nơi đó? Ngươi cũng là nữ tử mà, ngươi làm sao được? Một bên giả vờ an ủi mẫu thân đau lòng, một bên lén lút hạ độc, khiến bà sớm qua đời. Còn phụ thân, dù ông không phải con đẻ của ngươi, nhưng ông không hề biết thân phận thực sự của trong mình. Lòng ông, ngươi chính là sinh mẫu, là một người con hiếu thuận. Vì sao ngươi lại đầu độc ông theo cách đó? Ông coi ngươi là tổ mẫu ruột của mình, ngươi sao dám đối xử với ông như vậy? Ngươi sao dám chứ? Hôm nay ra thành là đi tìm bạn cũ của tổ phụ năm xưa, được biết phụ thân là con của Thiết Thất, được nhận nuôi dưới danh nghĩa tổ mẫu. Tổ phụ để bảo vệ thể diện cho tổ mẫu đã cho một số bạc lớn để Thiết Thất rời đi. Đối ngoại tuyên bố phụ thân là do tổ mẫu sinh. Ngươi không thể có tư tâm của mình. Phụ thân có tiền đồ đối với ngươi chẳng phải càng tốt sao? Vì sao ngươi phải hại ông? Vì sao phải hại mẫu thân và muội muội? Vì sao phải hại thê nữ của ta? Không ai đối xử không tốt với ngươi. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Ngươi nói đi. Ngươi đã biết rồi. Lão thân tưởng cả đời ngươi sẽ không biết. Sự thật là ngươi nói cho hắn biết, đúng không? Cháu trai ta ngu như cha nó vậy, rất hiếu thuận với lão thân, tuyệt đối không nghi ngờ đến đâu ta có gió. Gió nổi sóng không, thủy triều tự bằng. Đừng nói nhân của không ai thấy. Quan thế, có lẽ là báo ứng của ngươi đã đến. Báo ứng? Nếu trên đời này thật sự có báo ứng, ngươi đoán xem vì sao lão sinh không thể sinh con của mình. Nghe lời lão phu nhân này, phản ứng đầu tiên của Đỗ Học Nghệ là chính là do tranh sủng với Thiếp Thất gây ra. Nhưng hắn không ngờ việc này lại liên quan đến tiên đế. Ta với Thạch Ca Ca thành mái trúc mã lớn lên, mọi người đều nghĩ ta sẽ là thê tử của huynh ấy. Nhưng huynh ấy nói muốn trong loạn thế tìm công danh, bảo ta đợi huynh ấy. Huynh ấy hành quân gần đó đến thăm ta, nói chiến tranh nguy hiểm, có thể một ngày nào đó mất mạng. Ta liền chủ động lên giường huynh ấy, muốn lưu lại hương hỏa cho huynh ấy. Huynh ấy không từ chối. 2 tháng sau, ta phát hiện mình có thai, vui vẻ viết thư cho huynh ấy, mong đợi hồi âm. Nhưng đáng sợ không, điều đến lại là lệnh ta phá thai. Trong bụng đã được 5 tháng. Khi ta uống thuốc phá thai đau đớn như chết đi sống lại, huynh ấy đang vui vẻ hứa hôn với tiểu thư họ Tạ. Và ta không còn tư cách làm mẹ nữa. Chỉ vì đại nghiệp của hắn, cần những tướng sĩ dũng mãnh như tổ phụ ngươi. Chỉ vì lần hành quân về nhà đó, Đỗ Trường Viễn cùng đi đã để ý ta. Nếu ngươi không muốn thì không cần phải cưới. Tất cả những chuyện này liên quan gì đến gia đình ta? Tổ phụ ngươi khi đó cũng nói như vậy. Thật giả dối, nếu hắn thật sự không muốn ta khó xử, thì đã không nên để Thạch đại ca nhìn ra tâm ý của hắn với ta. Ta một người con gái đã mất trong trắng, Thạch đại ca lại không chịu cưới ta, ta còn có thể lấy ai? Đỗ Trường Viễn tên chết điều đó sớm đã chết rồi, để lại một mình ta nhìn người khác vợ chồng ân ái, nhìn người khác tận hưởng vinh hoa, trở thành người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ, còn ta lại trở thành của phụ. Con phải thay hắn nuôi con của người khác. Dựa vào cái gì thiên hạ nhiều phụ nữ như vậy, vì sao hắn lại nhất định phải chọn ta? Hắn hủy hoại ta, dựa vào đâu con cháu hắn còn sống tốt được? Nếu không phải vì hắn, ta đã là nữ nhân tôn quý trong hậu cung, chứ không phải là lão phu nhân trong phủ An Viễn Hầu. Đừng tìm lý do cho sự độc ác của ngươi. Nếu có thể, tổ phụ họ Đỗ làm sao không muốn sống? Làm sao không muốn nhìn thấy thái bình mà ông ấy đã chiến đấu để có được? Chẳng qua là trong lòng ngươi không cam, cho rằng ông ấy chết sớm, chưa thể mang lại cho ngươi nhiều phú quý hơn mà thôi. Đây không phải lý do để ngươi hại người. Vậy ngươi là ai? Mục đích đến hầu phủ là gì? Thay Phương Thị siêu độ vong nhân. Phương Thị, lại là vì chuyện của Phương Thị khiến các ngươi điều tra ra những điều khác. Bào Tử Môn, Đạn Mạc Thủ Hộ, Cầu Đầu Hộ Thể, Hồng Tâm sáng lên,
nên ta nói báo ứng của ngươi đã đến. Ngươi mưu hại Phương thị, sau khi trước thành oán, oán khí vây lấy ngươi mới khiến ngươi ngất đi. Vậy ba người trước trước đó là do hắn làm. Đúng là đến lượt ngươi rồi. Ha ha ha, không, hắn không thể làm gì được ta. Nếu không các người đã không ở đây, và các người cũng không thể làm gì ta. Giết người phải đền mạng, ngươi hại nhiều người nhà ta, ta sẽ đưa ngươi đến quan phủ xử lý. Ngươi không thể báo quan, nếu ta bị bắt, ta sẽ nói ra chuyện tiên đế phủ ta, và việc ta lợi dụng lòng người để trầm luân, làm hỏng danh tiếng của tiên đế, phủ An Viễn Hầu cũng phải chôn cùng ta. Khi đó cả kinh thành sẽ biết, muội muội của Đỗ Học Nghệ là một kỹ nữ hạ đẳng nhất. Người phụ nữ này đáng ra có thể tận hưởng niềm vui gia đình, nhưng lại đầu độc con trai mình, bán đứa cháu gái 3 tuổi vào lầu xanh. Ngụy Thanh Yến vốn chỉ vì Phương thị, nhưng từ miệng Đỗ lão phu nhân nghe được, cháu gái bị bán cả đời. Ngươi cũng không thể rớt ta một cách lén lút. Nếu ta chết, lúc đó ngươi là kẻ bất hiếu rớt bà nội, trời đất không dung, cũng phải chôn theo ta. Đỗ Học Nghệ à, bà đã già rồi, sống không được mấy năm nữa, chuyện trước đây cứ để nó qua đi. Nghe lời bà, cưới Ngọc Nhi làm vợ, sinh vài đứa con trai, coi như nối dõi tông đường cho ông nội con. Bà hứa với con, ta sẽ không làm gì các con nữa. Những lời của Đỗ lão phu nhân đã khiến cơn giận của mọi người lên đến cực điểm. Ta ngu ngốc đến mức nào mà còn nghe lời người nữa. Thù rớt cha mẹ không đội trời chung, vợ và con gái ta đều bị ngươi tính kế hãm hại, em gái chịu đựng đau khổ mà chết. Mối thù này nếu ta không báo, sao xứng làm anh trai của nó. Dù có bỏ mạng này, ta cũng phải trừng trị ngươi theo pháp luật, để hắn cưới Quan Ngọc Nhi, sau đó xúi giục Quan Ngọc Nhi rất tiểu tiểu con gái trưởng chính thất, để nhường đường cho đứa trẻ mang dòng máu nhà họ Quan của ngươi, phải không? Đợi Quan Ngọc Nhi sinh con, ngươi lại bắt chức y như cũ, trừ khử Đỗ Học Nghệ, như vậy phủ An Viễn Hầu lại một lần nữa do ngươi khống chế. Ngươi nói bậy, ngay từ đầu người ngươi muốn Đỗ Học Nghệ cưới là Quan Ngọc Nhi, nhưng cổ hồi môn của Phương thị quá hấp dẫn, khi định đoạt mối hôn sự này, ngươi đã quyết định mưu tài hại mạng. Cháu ngoan đừng nghe hắn nói bậy. Những chuyện bà làm, thật sự chỉ muốn tốt cho con. Ta bị hận thù làm mờ đầu óc, mới chút giận lên cha mẹ và em gái của con. Nhưng ta chưa từng nghĩ hại Phương thị của con. Cô ta thật sự có hành vi không đúng đắn. Nếu không tại sao, ta phải đợi đến nửa năm trước mới đòi mạng hắn. Đó là vì hắn đối với ngươi thực sự hiếu thảo, ngươi tận hưởng sự phụng dưỡng của hắn, nên ngươi mới đợi đến khi Học Nghệ về kinh mới ra tay. Lần này ngươi không dùng cách đầu độc, mà là hủy hoại danh dự của hắn, là vì ngươi không chỉ muốn giết hắn, mà còn muốn trừ khử luôn con gái của hắn. Không thể tha cho ngươi, chỉ cần còn sống một ngày Tiếu Tiếu đều không thể an toàn. Nhưng có một điểm ngươi đã tính sai, ngươi cho rằng Học Nghệ không làm gì được ngươi, nhưng ở chỗ ta, kẻ làm ác chắc chắn sẽ chết. Giả vờ huyền bí, Phương thị có oán báo án, có thù báo thù. Hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đến nơi ngươi nên đến, không được lưu luyến trần gian nữa. Đừng đến đây, Phương thị, ta không sợ ngươi. Ta có thể giết ngươi một lần, thì có thể giết ngươi lần thứ hai. Ta sai rồi, Phương thị, ta không nên vì tham của hồi môn mà tính kế lấy mạng ngươi. Không nên lừa dối Học Nghệ. Đại ca, huynh làm sao vậy? Không sao, thân làm người dẫn đường, can thiệp vào nhân của ác gặp phản phệ. Có một điểm hắn nói không sai, không thể giao quan, cũng không thể chết trong tay ngươi. Dù không vì bản thân cũng phải nghĩ cho Tiểu Tiểu. Ta hiểu, nhưng mà ta nên làm thế nào? Đợi. Hầu gia, lão phu nhân ra ngoài cửa, bà ta sẽ ra ngoài làm ầm chuyện, ngươi phải trông thật thảm để dân chúng hiểu. Được, ta sẽ làm ngay. Học Nghệ, liên quan đến tiên đế, tạm thời không thể để chuyện gia đình ngươi bị hại phơi bày ra thiên hạ, có cảm thấy uất ức không? Đương nhiên là uất ức. Dưới quyền lực hoàng gia, đây cũng là cách tốt nhất, giữ được núi xanh còn có cơ hội khác. Thật độc ác quá, lại vì mưu đoạt của hồi môn của người thừa kế mà hại mạng người. Ta nói này, tang sự của lão hầu gia vẫn do Phương phu nhân lo liệu, sao chỉ vài ngày đã nói người ta bị bệnh độc? Thì ra là bị rớt. Nghe nói An Viễn Hầu vừa về kinh, lão phu nhân này liền đón cháu gái bên nhà mẹ đến, dùng đạo hiếu ép hắn cưới cháu gái đó. An Viễn Hầu còn vì chuyện này mà say mè mở lầu ngự yến mấy lần. Nói đến An Viễn Hầu, các ngươi không thấy lạ sao? Lão phu nhân này đã chạy ra ngoài lâu thế rồi, sao hắn vẫn chưa xuất hiện? Bà nội rớt người phải đền mạng, đừng tưởng giả điên giả dại là có thể trốn tránh tội. Dù người đánh chết cháu cũng phải chịu pháp luật trừng trị. Thì ra, An Viễn Hầu đã bị lão phu nhân đánh thành như vậy sao? Nhìn nhanh, hắn sao có thể can thiệp vào nhân gian? Như vậy hắn chắc chắn sẽ gặp phản phệ. Ta nói tam muội làm đúng, làm quan làm ác nhiều bề, hắn không chết còn hại người. Tam muội bảo Phương thị rớt hắn, tương đương với cứu người khác, đây rõ ràng là làm công đức.
Ngươi xem ngươi nói gì kia, đây là tẩy trắng thay đen. Chuyện này, nhị muội nói đúng, tam muội đang làm công đức. Như vậy công và tội cân bằng, vậy mọi việc có thể bỏ qua rồi phải không? Hai vị sứ giả nhân gian chuyện này không thể. Tiểu Phan à, nếu không phải các người sơ suất để người đó gây họa nhân gian, tam muội sao phải chịu đau khổ như vậy? Nói ra ta năm đó ở nhân gian công lao cũng không nhỏ. Được rồi, được rồi. Hắn chết ngoài đó. Hiện giờ người ta nói là hắn tham tiền hại Phương Thị. Trời không dung nên gặp báo ứng. Quan sai vừa mới đến, nhưng hắn tự ngã chết trước mắt mọi người. Quan sai cũng không quản nhiều. Phương Thị, trước kia ta không phải là người cha tốt, về sau ta sẽ là một người cha tốt. Bảo vệ con gái, để con sống một đời bình an. Ta không phải là người chồng xứng đáng, khiến nàng phải chịu khổ một đời. Nếu kiếp sau nàng không chê, vẫn muốn ở bên ta, ta sẽ bù đắp cho nàng thật tốt. Sau này cha cũng sẽ như mẹ. Và cả cô cô nữa, bảo vệ con phải không? Phải, cha sẽ bảo vệ Tiểu Tiếu, không để kẻ xấu bắt nạt Tiểu Tiếu nữa. Mẹ nói biết sai có thể sửa là điều tốt nhất. Cha sửa đổi rồi, cha vẫn là anh hùng của Tiểu Tiếu. Tiểu Tiếu vẫn yêu cha như trước kia, sẽ không sợ cha nữa. Mẹ ơi, mẹ ơi, nhân quả của hắn đã xong, bên này đã xong, hắn còn phải đi thăm dò phòng lầu Ngự Yến. Ban ngày ta đã đi quá nhanh, nhanh đến nỗi ta phải đi xem lại. Bên trong rốt cuộc giấu bí mật gì, khiến Thực Dục để tâm như vậy. Thực Dục ban ngày đã nghỉ ngơi trên giường này, đi quá gấp không kịp thu dọn. Không đúng, vết máu này là sau khi say rượu năm đó, ngày thứ hai ta tỉnh dậy đã để lại. Là Đỗ Học Nghệ uống điên rồ, kéo Thực Dục muốn nhảy từ cửa sổ xuống so với Thanh Cung. Khi hắn ngăn cản vô ý làm bị thương tay, máu nhỏ trên cổ và lưng. Ngụy Thanh Yến nhìn hai người nhỏ trên tầm ván giường, im lặng rất lâu. Đây chính là bí mật của phòng lầu. Đại ca, huynh có chuyện gì phải không? Học Nghệ, ngươi và Thực Dục còn qua lại không? Có biết vì sao hắn không lấy vợ không? Bây giờ ít qua lại rồi. Hắn vì sao không lấy vợ? Đôi khi thân thể hắn không tốt, không muốn liên lụy người khác. Con nói hắn thích nam phong, không thích nữ nhân. Ta thấy khả năng này khá cao. Vì sao? Mấy năm trước ta thấy hắn đến Nam Phong quán. Sau khi ngươi chiến tử, Vinh Vương rất đau lòng. Thuộc hạ cảm thấy tình cảm của hắn với ngài dường như vượt qua tình huynh đệ. Ngươi không ngạc nhiên? Ngạc nhiên gì? Ngươi đã sớm biết rồi. Ngụy Thanh Yến đột nhiên chuyển chủ đề. Học Nghệ, trong trận Hoàng Sa Lĩnh, Yến Thanh mang ẩn soái và Thực Ngư An của ta xông ra khỏi vòng vây Bắc Lăng. Cái gì? Yến Thanh sao không dẫn binh đến chi viện? Không đúng, tướng quân, thuộc hạ nhận được tin là ngài và hai vạn hộ quốc quân đều chiến Hoàng Sa Lĩnh, không một ai sống sót. Chưa từng nghe nói có chuyện Yến Thanh điều binh. Rốt cuộc là chuyện gì? Là ai đã hại người? Yến Thanh lại ở đâu? Còn sống không? Kẻ đứng sau là ai? Ta vẫn chưa trả rõ. Ta cùng Yến Thanh có ước định, nếu hắn thuận lợi đến thành Cam Châu, sẽ thả tín hiệu. Tiết độ sứ Cam Châu có vấn đề. Lúc đó tiết độ sứ Cam Châu là Ngô Ngọc Sơ. Ngô Ngọc Sơ đã chết, mấy ngày trước bị ám sát trong phòng tiểu thiếp. Tướng quân yêu binh đội, họ vẫn như anh em ruột. Thù của hai vạn nhi lang hộ quốc, tướng quân không thể không báo. Chết tốt, hắn chết tốt rồi. Yến Thanh có phải cũng bị hắn hại? Không biết, khi ta tra được Yến Thanh từng xuất hiện ngoài thành Vĩnh Châu. Hắn chết rồi, khôi phục ký ức. Việc đầu tiên ta làm là đem bát tự của Yến Thanh báo cho béo hòa thượng, nhờ hắn tính toán cát hung. Kết quả hiển thị, Yến Thanh hồn về địa phủ nhiều năm, nhưng không biết hắn chôn xương nơi nào. Vĩnh Châu không phải là phong địa của Vinh Vương sao? Có phải Yến Thanh đến thành Cam Châu không điều được binh, ngược lại bị Ngô Ngọc Sơ đuổi dốc, thế nên lại chạy đến Vĩnh Châu cầu cứu Vinh Vương? Yến Thanh chưa kịp vào thành Vĩnh Châu đã bị truy sát ở ngoài thành, sau đó không còn tung tích. Lúc đó chỉ còn một mình hắn lẩn trốn, sau đó thì hắn biến mất. Có phải chuyện này đã bị mưu tính trước? Dường như quân vương tới tỉnh qua sông phá cầu, Trung Hợp Mô Đan vừa bị tướng quân đánh bại, tướng quân liền xảy ra chuyện. Không loại trừ kẻ có thể khiến tiết độ sứ Cam Châu nghe lời, tuyệt không phải kẻ tầm thường. Học Nghệ, chuyện đã đến nước này rồi, ngươi nghĩ hắn có thể phản bội ta không? Thuộc hạ cảm thấy không thể. Thuộc hạ tự nhận đối với tướng quân đủ trung thành, nhưng tướng quân gặp chuyện, thuộc hạ không làm được như hắn vậy. Nhưng tất cả đều vì báo thù cho ngài, chúng ta chỉ dám bí mật đi tới. Hắn ngăn cản, hắn nói tướng quân không muốn thấy quân của ngài rơi vào kết cục mưu phản. Nếu hắn phản bội tướng quân, sao phải làm đến mức độ này? Tướng quân không biết, thuộc hạ đã gặp hắn hai lần trước khi gặp ngài, cả hai lần đều trong trạng thái hôn mê. Ngày đó ở suối nước nóng bắt mạch Thực Dục, thật sự yếu đến cực điểm. Nhưng hiện giờ hắn có ấn công đức, hẳn là có lợi cho thân thể hắn. Tướng quân vì sao lại nghi ngờ hắn? Có phải tướng quân phát hiện điều gì không? Ta chỉ là có vài việc không chắc chắn, bây giờ đã chắc chắn rồi. Năm đó Thực Dục giả vờ xây rượu cho ta uống thuốc, không biết ta là thân nữ nhi nên mới bị tình cảm làm khó, cùng ta chảy chuốt trong quyển họa bản tìm được ở phòng lầu. Nội dung kể về tình thú yêu hận của hai người đàn ông
Điều này giải thích được không? Thực sự vì sao đột nhiên muốn quyết liệt với ta? Giả như tương lai tình cảm của ngươi và lòng thành kính trái ngược, ngươi sẽ chọn thế nào? Đương nhiên là lòng thành kính. Thực dục không biết ta là nữ tử. Vậy còn mẫu thân thì sao? Ngươi lại đóng vai trò gì trong toàn bộ chuyện này? Nếu có tâm muốn phân biệt nam nữ vẫn có thể. Mẫu thân có từng tìm qua chân thân của ta không? Thường cô nương sao lại ở đây? Việc nhà xong rồi, đến thăm cố nhân. Thường cô nương và hắn rất thân thiết. Phải, là vương gia. Nghe nói năm đó người cùng tướng quân đoạn tuyệt quan hệ. Sao lại thay hắn làm nhiều việc như vậy? Chưa từng đoạn tuyệt. Vương gia, năm đó sao lại nghĩ đến mang thân phận của tướng quân tấn công Bắc Lăng? Nghe nói Ngụy phu nhân sau khi mất con đau buồn ngã bệnh, lúc đó hy vọng con trai sớm an táng. Vương gia, sau khi về kinh không ít lần bị Ngụy phu nhân khó dễ phải không? Là Ngụy phu nhân tự đi đến Hoàng Sa lĩnh thay hắn mặc y phục để ta mang thể sinh của hắn đến Bắc Lăng, để hắn tận mắt thấy ta báo thù cho hắn như thế nào. Thật không ngờ là mẫu thân để hắn làm như vậy. Ngụy phu nhân sao lại đến Hoàng Sa lĩnh? Ngụy phu nhân không nói rõ nguyên do, chỉ biết bà quan sát trước sau một khắc, liền trực tiếp cưỡi ngựa về kinh. Vậy là ngay từ đầu mẫu thân đã biết. Thì ra lời đồn mẫu thân vì ta chiến tử mà đau buồn ngã bệnh là giả, thực ra mượn cớ dưỡng bệnh bí mật hành sự, là lo lắng thân phận của ta bị thực dục phát hiện sao? Mẫu thân chưa từng đến Thạch Sơn Huyết Hải tìm ta, chẳng lẽ chưa từng nghĩ có lẽ ta còn sống? Mẫu thân mong người đại thắng trở về, nhưng vì gia đình, mẫu thân không thể không làm kế hoạch tội hóa. Đây là do mẫu thân nhờ người từ giang hồ mua về. Nếu rơi vào tình cảnh không thể sống sót, thì kéo dây dẫn nổ. Như vậy không ai có thể phát hiện ngươi là thân nữ nhi. Nghe nói vì thế vương gia bị bách quan đàm phán. Vì sao không nói rõ chuyện này, mà lại giúp Ngụy phu nhân được lợi? Nói hay không nói, tình huống không có gì khác. Huống chi đó cũng là ý nguyện của bản vương. Ngụy Thanh Yến trong lòng chua xót, mẫu thân của hắn đến Hoàng Sa, nhưng mặc cho hắn thân tàn ma dại, chết không có chỗ chôn, mà không quản thực dục lại vì hắn bỏ ra tất cả, nhưng chớ trêu hắn là hoàng tử. Vương gia có biết tướng quân, ở huyện Lăng, Dự Châu có núi Ngọc Lan. Tướng quân nói đợi hoàng thượng bình định thiên hạ, hắn sẽ từ quan ẩn cư núi Ngọc Lan, từ đó chỉ làm kẻ nhàn rỗi vui đùa với hoa cỏ. Kho báu dưới núi Ngọc Lan là ta tình cờ có được, vốn định đợi ngày ẩn cư một phần chia cho tướng sĩ, một phần để lại cho mẫu thân an hưởng tuổi già. Nhưng hoàng gia phụ ta, mẫu thân bỏ rơi ta, thực dục kiềm chế bản thân mới không tiến lên ôm cô vào lòng. Hắn hiểu để Ngụy Thanh Yến biết việc làm của Ngụy phu nhân đối với cô có bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng có việc chỉ có cô biết sự thật mới có thể đưa ra phán đoán đúng đắn. Chỉ là việc này đau như dao cắt. Bên cạnh có một nhóm người đánh nhau, thực dục theo bản năng che chở Ngụy Thanh Yến ở phía sau. Người phụ nữ này bị chính chồng mình tự tay giao cho bọn cướp, sau khi bị bọn chúng hành hạ đã trốn thoát, trong khi chồng lại tình tứ với người khác. Ngụy Thanh Yến và thực dụng ở nghĩa trang nghe thấy tiếng đánh nhau trong rừng cây, chỉ thấy vài người đàn ông vây quanh một phụ nữ, người phụ nữ đó bị thương không nhẹ. Thì ra là Yến Lan, em gái của Yến Thanh. Cô còn ổn chứ? Xin đại hiệp tha mạng, đây là vợ của tôi, cô ấy muốn bỏ nhà trốn đi nên tôi mới dẫn anh em đuổi theo. Cảm ơn hai vị đã cứu giúp. Anh nói dối, rõ ràng các người là bọn cướp núi. Tôi không nói dối, chính chồng cô đã giao cô cho chúng tôi. Cô đã là người của chúng tôi rồi, nói không chừng trong bụng đã có con rồi. Nghe những lời này cô mặt mày trắng bệch, nhưng ký ức không chịu nổi ùa vào nào. Đừng làm điều ác, hãy làm điều thiện. Điều ác chính là nêu cao điều thiện. Anh Di Đà Phật, cô nương có quen cô ta? Tôi tên là Yến Lan, xin hỏi các vị ân nhân tên gì? Sau này Yến Lan nhất định sẽ báo đáp. Chỉ là thấy chuyện bất bình thôi. Phu nhân không cần bận tâm, chúng tôi thấy phu nhân vết thương không nhẹ. Không biết phu nhân là nhà họ Yến nào, ta có thể phái người thông báo cho người nhà đến đón ngươi. Đa tạ hảo ý của tráng sĩ, nhà không còn người thân nào nữa. Cô là em gái của Yến Thanh. Người quen anh trai tôi sao? Ta là Kim Chiết của Vinh Vương Phủ. Lúc cô đưa thịt hầm cho Yến Thanh, còn đưa cho ta một gói. Yến Lan không có ấn tượng gì về gương mặt của Kim Chiết, nhưng cô ấy thực sự nhớ chuyện đưa thịt hầm. Vương gia đã là em gái của Yến Thanh, chúng ta hãy đưa cô ấy đi một đoạn. Cảm ơn thiện ý. Ta và Yến Thanh là anh em một nhà, cô là em gái của anh ấy, cũng chính là em gái của ta, làm sao có thể không quan tâm được? Hơn nữa những tên cướp núi này chết ở đây, cũng cần phải có lời giải thích. Vương gia nhà ta và Ngụy tướng quân quan hệ tốt, nhất định sẽ bênh vực cho cô, đừng sợ. Bản vương đến tế bái Ngụy tướng quân, gặp phải bọn sơn tặc, được phu nhân cứu giúp, đương nhiên phải đưa phu nhân đi một đoạn. Đa tạ Vinh Vương điện hạ, nhưng xin đợi ta một chút. Tướng quân xin lỗi, muội đến muộn rồi, từ nay muội ở kinh thành nhé. Thường xuyên đến thăm người, không biết dưới đó có gặp anh trai không? Nếu gặp giúp ta nhắn với anh ấy một câu. Muội muội mọi chuyện đều tốt, mong anh yên nghỉ. Bị chồng giao cho bọn cướp núi, bị nhiều tên cướp núi làm nhục, làm sao có thể ổn được? Không vào thành chữa trị nữa,
cũng không cần người thay cô nhắn lời. Cô sẽ tự gặp được anh trai cô thôi. Thương tích đều là ngoại thương, dưỡng thương một thời gian sẽ hồi phục. Lo trong lòng nhiều năm, chính tiết tổn hại nặng nề, vẫn phải dựa vào bản thân nghĩ thông mới được. Lan muội cưới được 5 năm, lại có thể Lo thành bệnh. Lạc Thành Châu đưa Yến Lan về kinh thăm người thân, cũng muốn nhân cơ hội này tìm công việc ở kinh thành, nhưng trên đường bị cướp núi chặn đường. Lạc Thành Châu thấy thị vệ không phải đối thủ của bọn cướp, liền chủ động đề nghị giao Yến Lan cho bọn cướp để đổi lấy việc chúng bỏ đi. Nhưng nhà họ Lạc em là không thể quay về nữa, hắn ta không phải là người rồi, thật sự làm càng mà. Đừng nói đến chuyện quay về nữa. Lạc Thành Châu hiện đang ở đâu? Phủ binh bộ thượng thư. Mẹ chồng của Yến Lan là em gái ruột của phu nhân Ngô, Ngô Ngọc Sơ. Thật là trùng hợp. Chính Lạc Thành Châu muốn đi theo con đường của Ngô Ngọc Sơ, nhưng không ngờ Ngô Ngọc Sơ chết, hiện đang khắp kinh thành lôi kéo quan hệ. Vương gia chúng ta làm một giao dịch được không? Thường cô nương muốn làm giao dịch với bản vương. Vương gia tiếp cận ta chắc chắn có lý do. Vương gia muốn ta làm gì? Bản vương thấy tiểu cô nương về phương diện huyền thuật có chỗ hơn người. Có việc bản vương điều tra nhiều năm không kết quả, một số người biết chuyện cũng không còn trên đời, nên muốn đi theo con đường của cô nương. Xin cô nương giúp điều tra xem. Việc gì? 24 năm trước có đôi vợ chồng mang theo đứa con trai mới sinh vào ở Đại Giác Tự, nhưng để lại đứa trẻ trong chùa rồi lén lút bỏ đi nửa đêm. Bản vương muốn biết đôi vợ chồng đó là ai và vì sao lại bỏ đứa trẻ đó. 24 năm trước, 23 năm trước, hắn chưa ra đời, thực dục cũng còn trong bụng thái hậu. Tại sao hắn muốn điều tra một chuyện cũ như vậy? Có bằng chứng gì không? Hoặc manh mối? Hai từ đó giờ ở đâu? Xin lỗi, ta không thể tiết lộ thân phận người này. Chỉ biết hai người đó khi ấy đều hơn 20 tuổi, ăn mặc bình thường, thời gian khoảng nửa cuối năm. Tiếp theo, đến lượt cô nương nói xem muốn bản vương làm gì. Bảo vệ danh tiếng của Yến Lan, để Lạc Thành Châu đồng ý hòa ly. Bản vương biết việc ở Đại Giác Tự khó khăn, nhưng đối với bản vương rất quan trọng, xin nhờ cô nương giúp sức. Cần gì cô nương cứ nói. Đã là giao dịch, ta tất nhiên sẽ cố hết sức. Năm đó sao vương gia biết ngụy tướng quân gặp nạn? Bản vương không biết. Trước khi Thanh Yến xuất chinh, bản vương với hắn có chút hiểu lầm. Nghe nói hắn đại thắng trở về, liền đến con đường hắn phải đi qua để chờ. Vốn muốn nhìn hắn từ xa một cái, nhưng đợi mãi không thấy đoàn quân xuất hiện, mới phái người đi xem xét. Nên chỉ là đoán có thể xảy ra chuyện, nên tự ý điều binh đến. Vương gia xin tự nhiên. Nhà họ Lạc đối xử với ngươi không tốt, các ngươi đều biết rồi. Ngự y nói ngươi uất ức thành bệnh. Bọn họ đã làm gì ngươi? Trước khi ta gả đến, Lạc Thành Châu và em gái hắn đã ở bên nhau. Cô ta là con nuôi của nhà họ Lạc, ta không biết gì cả. Còn coi cô ta là em gái vui vẻ với cô ta. Trong tiệc cưới, Lạc Thành Châu bỏ thuốc vào rượu hợp cần của ta. Đêm tân hôn, hắn chui vào khuê phòng của em gái. Ta thành thân một năm không có thai, Lạc Thành Châu liền dẫn hai đứa trẻ 3 tuổi đến trước mặt ta, nói là hắn nhất thời mềm mụi, xin ta tha thứ cho hắn. Cha mẹ chồng cũng không nhiều lời với ta, ép ta ghi hai đứa trẻ đó dưới tên ta. Lúc này ta mới nghi ngờ nhà họ Lạc, để ý mới phát hiện đôi song sinh đó là con của Lạc Thành Châu và em gái hắn Lạc Tùng Vân. Thành hôn một năm phát hiện những chuyện này, anh trai ngươi họ còn sống, sao không nói cho họ biết? Ta biết họ đều sẽ bênh vực ta, nhưng chiến trường nguy hiểm, họ đối địch cũng khó khăn. Ta làm sao có thể để họ phân tâm vì chuyện của ta? Người đã nghĩ kỹ sau này thế nào chưa? Từ ngày ta theo họ về kinh, ta đã quyết định không quay về nhà họ Lạc nữa. Vinh Vương sẽ để Lạc Thành Châu hòa ly với ngươi. Đây là An Viễn Hầu Phủ. Ta là em gái của An Viễn Hầu Đỗ Học Nghệ, Thường Thanh Niệm. Ngươi tạm thời ở lại đây, mọi chuyện đợi sau khi hòa ly rồi nói. Chuyện đã qua cứ để qua đi, sống là quan trọng nhất. Cảm ơn ngươi, không thể làm phiền các ngươi nữa. Ngươi không muốn báo thù sao? Nếu có cơ hội báo thù, ta sẽ làm, Thường cô nương. Chuyện ly hôn ta làm ầm 2 năm, nhà họ là không đồng ý. Giờ xảy ra chuyện như vậy, họ có thóc của ta, càng không đồng ý. Ta muốn sống tốt, để người nhờ đến ta an tâm. Vậy kế hoạch của ngươi là, ta muốn lấy danh nghĩa cầu phúc cho mẹ chồng, ở vào An Thanh Thủy ngoài thành, đợi nhà họ Lạc không còn chú ý ta nữa, ta sẽ lén đi một chuyến đến Hoàng Gia Lĩnh. Nếu nhà họ Lạc lấy việc ngươi bị bọn cướp núi làm cớ hưu thê, ngươi sẽ làm sao? Yến Lan, cam chịu mà sống như thế, sẽ không thể để cha anh ngươi được yên nghỉ. Ngươi đã biết chuyện xấu của nhà họ Lạc, ngươi có từng nghĩ họ sẽ rớt ngươi diệt khẩu? Đôi tay này của ngươi có thể tự tay rớt kẻ thù, cũng có thể bảo vệ bản thân. Chuyện hòa ly, ngươi yên tâm, Vinh Vương sẽ bảo vệ tốt danh tiếng của ngươi. Việc ngươi cần làm là dưỡng thương cho tốt. Vài ngày nữa ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến đến Hoàng Gia Lĩnh. Ta cũng đi, để ngươi yên tâm ở đây. Vinh Vương đã phái người thông báo cho họ là Lạc Thành Châu biết ngươi có ân cứu mạng với Vinh Vương, không dám hủy hoại danh tiếng của ngươi. Những tên cướp núi đó sáng sớm nay phải trừ khử, tránh họ nói lung tung. Ta sẽ khỏe lại nhanh thôi.
Yến Lan, Lạc Thành Châu lần này đến kinh, khi Ngô Ngọc Sơ mưu tính trước quan, người biết bao nhiêu về chuyện này. 4 năm trước ta đề xuất hòa ly, quan hệ của ta và hắn đã rất căng thẳng, chuyện của hắn ta không hiểu nhiều, nhưng Lạc Tùng Vân có vẻ thân phận không tầm thường. Vợ chồng nhà họ Lạc rất khách khí với cô ta, không biết sao lại nuôi ở nhà họ Ngô. Có lần Lạc Tùng Vân trước mặt ta, khoe khoang nói hớ, cô ta nói có thể cho Lạc Thành Châu một con đường công danh. Ta nghĩ lần này họ về kinh, có thể là đưa Lạc Tùng Vân về nhà. Vậy nhà họ Ngô và nhà họ Lạc có qua lại không? Thư từ qua lại thường xuyên, những cái đó ta không biết. Nhưng nhà họ Ngô mỗi năm đều gửi quà cho nhà họ Lạc vài lần. Trước đây nhà họ Ngô ở Cam Châu là như vậy. Sau khi điều đến kinh thành gửi đồ đến Lâm Châu càng thường xuyên. Nhà họ Lạc có gửi đồ cho nhà họ Ngô không? Hình như chưa từng gửi lại. Lần này chúng ta đến kinh, mang theo đồ không nhiều. Mẹ chồng nói mọi thứ có một mẫu để làm. Chức quan của Ngô Ngọc Sơ luôn cao hơn Lạc Chí Phủ. Dù là người thân, cũng không phải chị gái gửi cho em gái. Người có chức vị cao lại bám lấy người có phẩm cấp thấp. Rốt cuộc là vì sao? Ngụy Thanh Yến từ Yến Lan biết được một quan lớn nhà họ Ngô, nhưng thường xuyên gửi quà đến nhà em gái, cảm thấy có điều khuất tất, nên đến phủ họ Ngô xem xét tình hình. Vương gia sao lại ở đây, làm giao dịch với cô nương, đương nhiên phải cố gắng hết. Nên đến phủ họ Ngô xem thử, nếu thật sự là người nhà khác nuôi ở nhà họ, phải có bằng chứng. Vợ chồng Ngô Ngọc Sơ rất có khả năng chính là người môi giới đưa người đến nhà họ Lạc. Nhưng từ cách qua lại của hai nhà mà xem là nhà họ Ngô cầu xin nhà họ Lạc. Vậy có phải nghĩa là Lạc Tùng Vân tuy thân phận không tầm thường, nhưng lại là người không thể công khai? Tuy tạm thời không thể công khai, nhưng sau này chắc chắn sẽ có ích. Nếu không vợ chồng Ngô Ngọc Sơ sẽ không để nhà họ Lạc nuôi cô ta. Vậy cô nương đã nghĩ kỹ tối nay phân công thế nào chưa? Ta đi tìm bằng chứng về thân phận của Lạc Tùng Vân. Vậy ta sẽ đi xem bên phu nhân họ Ngô và mẹ Lạc. Lâu rồi tối không ra ngoài, nhất thời nghiệp vụ sơ sót quên mất phải che mặt. Vốn dùng để bộ ống quần, tạm cho vương gia dùng vậy. Vậy đa tạ, ngồi xuống. Trước tiệc cái bệnh ám ảnh. Công tử từ nhỏ đã thích cố tình không đeo mặt nạ. Ngươi nói thường cô nương thông minh như vậy, sao lại không phát hiện ra nhỉ? Chứ chắc không nhìn thấu, chỉ là muốn chiều chuộng công tử thôi. Cứ chiều chuộng rồi thành thói quen. Thật là xui xẻo. Vốn tưởng đến kinh thành có thể sống tốt, không ngờ còn phải canh đám ma cho người khác. Quỳ đến đau lưng muốn gãy rồi. Tiểu thư, nô tỳ lấy ít nước nóng cho người chườm, rồi dùng thuốc cao xoa bóp, sẽ không khó chịu như vậy nữa. Một tháng cũng là không chớt sớm không chớt muộn, nhất định phải đúng lúc chúng ta đến kinh mới chớt. Tiểu thư không nên nói vậy, tưởng có tai. Đây là phủ họ Ngô, vạn nhất để phu nhân Ngô nghe được thì không hay. Hư, ta còn sợ bà ta sao? Đợi ta lấy lại thân phận, bà ta chẳng phải vẫn phải bám lấy ta? Vân Nhi chỗ nào không thoải mái? Đau lưng ghê gớm, đầu gối cũng khó chịu như sói. Chúng ta ra ngoài ở đi, ta không muốn ở đây. Gặp chàng một lần cũng khó, còn phải quỳ ở phía trước mỗi ngày. Nhẫn lại thêm chút nữa, một trận qua đời, chẳng phải vừa hay chúng ta đến? Nếu lúc này dọn ra ngoài sẽ khiến người ta bàn tán. Huống chi chúng ta còn cần nhờ vào bọn họ. Lại không phải không có hắn không được, chúng ta tự mình cũng có thể nghĩ cách tiếp cận hắn. Hắn quan tâm đến mẹ ta như vậy, em trai cũng sẽ quan tâm đến ta. Những lời như vậy sau này không được nói nữa. Ngươi nên biết rằng, vẫn chưa phải lúc công khai thân phận của ngươi. Đừng có tùy tiện, hỏng đại sự. Chàng quát ta, chàng có biết mấy ngày nay trên người ta khó chịu thế nào không? Ta mới than phiền với chàng vài câu, chàng đã quát ta, là lỗi của ta. Ta không nên vì tâm trạng không tốt mà chút giận lên người. Vì Yến Lan, không ngờ cô ta lại có thể trốn về được, còn cứu được Vinh Vương. Rồi sao nữa? Vinh Vương bất quá là một kẻ bệnh hoạn không được hoàng thượng yêu thích, còn có thể làm chủ cho cô ta sao? Chẳng lẽ vì cô ta cứu Vinh Vương mà chàng còn muốn cô ta làm chính thất? Cô ta bây giờ là đôi giày rách. Nếu chàng động vào cô ta, ta sẽ dẫn con bỏ đi. Vân Nhi, đây là Hoàng Thành, có những người không phải người ta có thể bàn luận. Cẩn thận gây họa, Yến Lan ta đương nhiên sẽ không muốn nữa. Nhưng nếu Vinh Vương nhất định bảo vệ cô ta, mặt mũi này ta phải cho. Ta lại có thai rồi, chàng luôn miệng nói yêu ta, nhưng lúc trước chàng vẫn cưới cô ta. Nếu không phải thân phận ta không tiện, nếu không phải cô ta biết chuyện của chúng ta, nói không chừng lúc này các người vợ chồng hạnh phúc, ta lại là người thừa. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, là lỗi của ta. Ta không biết nàng có thai nhưng nàng thật oan cho ta rồi. Nếu trong lòng ta có cô ta, sao lại mua chuộc bọn cướp núi? Ta sẽ nói với anh Vũ là nàng bệnh, mấy ngày này nàng cứ ở trong hậu viện đừng ra ngoài. Chàng muốn đi, có phải chàng nghĩ đến cô ta nên không muốn gần gũi ta nữa? Trời đất chứng giám, ta lo cho thân thể nàng. Chàng đi đi, đừng để hỏng mất tiền đồ của mình. Trước kia ta có thai, cũng đâu thấy chàng nhàn rỗi. Vậy lát nữa nàng không được xin tha.
Chuyện gì? Ngụy Thanh Yến trong lòng hơi mờ mịt. Thực Dục và hắn có vẻ rất quen. Chẳng lẽ Thực Dục nhận ra hắn? Đau quá Thành Lang, bụng ta đau quá. Ta đi gọi đại phu. Con của ta. Thành Lang chàng đừng đi. Ta sợ lắm. Nàng nhịn đau một chút, đừng kêu to quá. Bị người ta biết chúng ta đều xong. Ta đi mời đại phu ngay. Đại phu. Đừng động đậy, nếu ngươi thật thà trả lời ta, ta sẽ không giết ngươi, nhưng nếu ngươi dám giở trò, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương ngay. Hiểu rồi thì gật đầu. Thân phận thật sự của Lạc Tùng Vân là gì? Là công chúa. Công chúa gì? Mẹ cô ta là ai? Nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ nghe tiểu thư nói, cô ta là công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng cái khác nô tỳ thật sự không biết. Vân Lan tin chứng minh Lạc Tùng Vân là công chúa ở đâu? Ở trong cái hộp kia, là một đôi hài đầu hổ và một cái yếm. Trên yếm theo một cái đầu hổ, theo không đẹp lắm. Còn gì nữa không? Tiểu thư chỉ có những thứ này. Còn ai có vật làm tin nữa? Phu nhân họ Ngô nhưng cụ thể là gì tiểu thư cũng không biết. Đây là thuốc hồn hấp độc nửa tháng sau không có thuốc giải. Sẽ thối ruột mà chết. Chuyện hôm nay không được nói với bất kỳ ai. Đồ trong hộp này vài ngày nữa ta sẽ đến lấy. Đến lúc đó sẽ cho người thuốc giải. Nhưng nếu người dám tiết lộ nửa lời, người nhà của ngươi ở Lâm Châu đừng mong một ai sống sót. Nô tỳ không dám, nô tỳ chưa từng gặp đại hiệp. Tiểu thư người tỉnh rồi, vừa rồi người ngất đi, dọa chết nô tỳ rồi. Đại phu đã vào phủ họ Ngô rồi. Bản vương bảo ý tận lực giữ thai nhi đó, có hiểu sai ý của cô nương không? Vương gia đã nghĩ kỹ chưa? Làm sao để Lạc Thành Châu đồng ý hòa ly? Bản vương có thể làm bất cứ lúc nào. Cô nương có sắp xếp gì khác không? Theo vương gia thấy, chuyện của Ngô Ngọc Sơ sẽ như thế nào? Hoàng thượng hiện tại rất xem trọng thể diện. Tướng binh bộ của người bị rớt trong phủ đã không phải chuyện mặt mũi. Nếu đại lý tự và hình bộ của người lâu không tìm ra hung thủ, Long Nhan càng mất mặt. Bản vương đoán chắc sẽ phá án trong nửa tháng. Thường cô nương yên tâm, bản vương nhất định sẽ trước khi vụ án bại lộ, để Yến Lan Sạch sẽ rời khỏi nhà họ Lạc. Người này khi nào thành run trong bụng ta? Thường cô nương tối nay có thu hoạch gì không? Vương gia có biết hoàng thượng còn con gái nào khác không? Hoặc là người phụ nữ không ở trong cung? Lạc Tùng Vân là con gái của hoàng thượng, tính theo tuổi của cô ta. Khi cô ta sinh ra hoàng thượng còn là thái tử. Theo bản vương biết, hoàng thượng lúc trẻ thực sự có người rất vừa ý. Thái tử chắc phi khi đó, thời gian cũng đúng. Chỉ không biết sau này vì sao mất tích. Mất tích, tự mình dùng kiếm kề cổ trốn ra khỏi cung. Sau đó không còn tung tích. Bản vương lúc đó còn nhỏ, còn chưa thực sự chứng kiến. Những điều này cũng là từ miệng người già trong cung nghe được. Mẫu hậu không thích không cho phép nhắc đến. Lúc đó phi tử có thai không? Vì không có thai, nếu không phụ hoàng và hoàng huynh đều không để người rời đi. Tạm không nói là Tùng Vân có phải con của chắc phi đó không? Chỉ nói nếu cô ta thực sự là công chúa hoàng gia, vợ chồng Ngô Ngọc Sơ, vì sao phải lén lút nuôi con của hoàng thượng? Cũng không biết hoàng thượng có biết không, bọn họ lại muốn được lợi gì từ chuyện này. Ta phái người đi tra. Cảm ơn vương gia, cô nương khách sáo rồi. Đây là chuyện trong phạm vi giao dịch của chúng ta, nhưng phải làm cô nương thất vọng rồi. Tối nay bên bản vương không thu hoạch được gì. Phu nhân họ Ngô và mẹ Lạc đều đi đến linh đường, không có trò chuyện gì. Trước khi bại lộ chuyện anh em họ Lạc, còn mời vương gia giúp trông chừng những bằng chứng đó. Người muốn rời đi? Mê mơ ta cùng Yến Lan ra ngoài một chuyến, không phụ lòng cô nương ủy thác. Chuẩn bị, bản vương bệnh cũ tái phát, cần phải đến chùa nấu thuốc dưỡng bệnh 10 ngày. Vâng. Đại ca, ngươi ra ngoài sao không dẫn ta theo? Ngươi không cần phải trông tiểu tiếu sao? Tiểu tiếu buổi tối ngủ nhiều mới lớn nhanh được. Có anh lộ ở ngoài cửa canh, khi nào đi Hoàng Sa Lĩnh? 5 ngày sau, ngươi có tấm lòng này là đủ rồi. Chăm sóc tiểu tiếu thật tốt. Ta và Yến Lan hai người đi là đủ rồi. Tiểu tiếu muốn đi với chúng ta, hãy để anh lộ dẫn cậu ấy đợi gần đây. Bọn cướp núi chỉ có 50 người, ta và Yến Lan là đủ. Tiểu tiếu còn nhỏ, không nên cưới ngựa nhanh sóc này. Nếu ngươi thực sự muốn làm gì đó, thì nghĩ cách trước khi chúng ta xuất phát. Mời Thực Dụng đến phủ chút xây. Tại sao? Đừng hỏi, cứ làm theo là được. Vương gia, người đến dự tiệc có thể sẽ gặp Thường cô nương. Mặc cái này đi, cái này chắc chắn khiến Thường cô nương không rời mắt được. Thực Dụng long trọng đến hẹn như vậy, không phải là thích mình đấy chứ? Ngươi mời bản vương đến làm gì? Về kinh nửa năm, học nghệ chưa từng họp mặt tốt với vương gia. Hôm nay muốn trò chuyện với vương gia, muốn uống rượu. An Viễn Hầu hôm nay sao lại nghĩ đến ôn chuyện cũ với bản vương? Vương gia nói vậy,
Học Nghệ phải thấy lạnh lòng rồi. Ngươi và ta quen biết nhiều năm, cũng coi như bạn cũ. Tướng quân qua đời, Học Nghệ trong lòng không dễ chịu. Gặp bạn cũ ngày xưa dễ khiến người ta thương tâm, nên với vương gia xa cách đi một chút. Mấy ngày nay gặp Yến Lan, khiến ta hiểu ra không thể vì người đã mất mà bỏ qua bạn bè trước mắt. Học Nghệ đừng nói vậy, chúng ta chỉ nhìn tới tương lai. Thân thể vương gia gần đây có khỏe hơn không? Thân thể ta vẫn vậy. Ta thấy vương gia tốt hơn trước nhiều. Có phải gặp được đại phu giỏi không? Không có. Nói ra thân thể ta có thể hồi phục. Có lẽ phải nhờ em gái ngươi nhiều. Em gái ta, bản vương cũng định những ngày tới đến cửa. Vừa để cảm ơn vừa để xin lỗi. Mang theo vài món đồ con gái. Phiền nhờ Học Nghệ giúp chuyển cho Thường cô nương. Thì ra những nhang long đó là cho tướng quân. Hại ta hoảng hốt một trận. Học Nghệ kính vương gia thân thể khỏe mạnh. Nào cạn ly. Học Nghệ, chuyện thân thể bản vương có hồi phục, còn xin đừng nói với người ngoài. Vương gia yên tâm. Xây rồi thân thể hắn uống nhiều rượu thế không sao chứ? Hắn không sao, người uống nhiều rồi về trước đi. Nếu tướng quân muốn làm gì đó cho Vinh Vương, thì phải có người nắm tay chứ. Yêu quái dựa vào tinh khí nam nhân để sống. Chẳng lẽ tướng quân đã sống lại như vậy? Tướng quân đừng xung động. Đây là Vinh Vương. Hắn là bạn chúng ta. Không thể rớt hắn. Hắn là vương gia. Không thể chớp. Chứ sao nữa? Hay là tướng quân cứ lấy tinh khí của ta đi. Để ta nửa cái mạng là được. Ôi trời mẹ ơi. Lời của Đỗ Học Nghệ là ý gì? Tiểu Yến hôn ta là để lấy mạng ta sao? Thực dục gỡ những chuyện gần đây ra một lượt, lưng lạnh toát, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nếu đoán đúng, Tiểu Yến không thể kịp thời tiếp cận ta, chẳng phải cô ấy vô cùng nguy hiểm sao? Vương gia Đông Tạng phân phó xuống trong vòng một tháng, tăng thêm thời gian mở Huệ Dân Y Quán ở nơi bí tịch của dân nghèo, đổi từ 3 lần khám bệnh mỗi tháng thành 4 lần. Nhà dân nghèo có trẻ dưới 6 tuổi, người bệnh trên 60 tuổi được chữa trị miễn phí. Vâng vương gia, có phải có chuyện gì rồi? Ngụy Thanh Yến mở hộp ra, bên trong có phần xác của phụ nữ và một số đồ ăn vặt. Nhìn xem ngươi là nam tử sao lại ham ăn vặt. Ai có thể ngờ, là hộ quốc tướng quân của hắn bị khốn ở Hoàng Sa Lĩnh. Bụng trống rỗng lúc chết trước khi chết lại nghĩ. Giá như có một miếng kẹo mật thì tốt. Ngày mai xuất phát được không? Đại ca ta điều 10 thị vệ thân thủ tốt. Để họ đi theo ngươi, bản vương có thể cùng hai vị đi không? Bệnh nhiều năm như vậy, bản vương lâu không ra ngoài. Muốn ra ngoài xem thử. Ngụy Thanh Yến trong lòng không nỡ, liền gật đầu đồng ý. Anh em có người xông vào núi, lấy vũ khí, con đàn bà thối giờ tìm được người giúp, lại ngông cuồng lên rồi. Lúc trước bị lão tử đè dưới thân, bị anh em trong trại luân phiên mua vui. Thật là đáng thương mà, đợi lão tử rớt hết bọn này, nhất định phải hành hạ người đến chết. Lời của Độc Nhãn hoàn toàn chọc giận Yến Lan, phẫn nộ xấu hổ, buồn nôn kinh hãi, đau đớn và các cảm xúc dâng trào, hóa thành sức mạnh. Tha mạng đại hiệp, tha mạng. Khai ra những người này có một nửa vốn là tử tù, bị huyện lệnh lén thả ra làm cướp núi. Nghe huyện lệnh chỉ đạo, Yến Lan ngươi dùng đôi tay này để báo thù cho mình rồi. Tương lai đôi tay này cũng sẽ bảo vệ ngươi sống tốt. Các ngươi là ai mà dám hành hung bản quan? Là phụ mẫu quan của huyện Dư, cấu kết với cướp núi, ác bức bách tính, không việc ác nào không làm. Ngươi muốn chết thế nào? Ngô Mộc Sơ vì sao đưa người câu cá dây câu? Ngươi thay hắn làm những gì? Ta nói, 3 năm trước, đại nhân để ta tiếp đãi thị vệ của Ngụy tướng quân. Ta phụng mệnh bỏ thuốc vào thức ăn của họ. Chỉ có 2 người trốn thoát. Chúng ta đuổi theo Cam Châu, trên đường rớt một người. Để một người trốn không tìm thấy. Tại sao phải rớt họ? Đại nhân không muốn điều binh, chỉ có thể xóa dấu vết của họ đến gọi điều binh. Hắn làm sao biết sẽ có người đến điều binh? Cụ thể ta không biết, nhưng ta biết. Bắc Lâm gửi cho đại nhân 50.000 lượng bạc. Phu nhân họ Ngô có tham gia không? Phu nhân thường ngày ở hậu trai, ta rất ít gặp. Xin các người tha mạng. Ta không dám làm ác nữa. Đã qua thời gian hẹn. Vương gia bọn họ có sao không? Vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like. Các bạn dành ra 1 giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.